Anh khai cái này để anh khá. Đấy. Yeah. Khá đấy mọi người nhá. Mấy cứ bạn sẵn ngôi này muốn quan này. Nào anh muốn quan thử cho mọi người xem này. Đấy đẳng cấp đấy, đẳng cấp đấy. Sao đây? Đấy vẩy lên nha chứ, vẩy lên cho anh khá ạ. Vẩy lên này. Chào mọi người nhá. Hôm nay chuyến từ Phú Thọ lên Móng Cái để tìm anh Trùm Cánh Bầu Trời. Đây. Đấy thì gặp gỡ tất cả anh em ở đây. Đấy đang bàn để làm phim. Đấy. Đây là anh chủ tịch phim gì nhỉ anh nhỉ? Soken TV. Soken TV, anh em nghe rõ nha. TV đi. Đấy, Châm Anh TV. Đấy, đó là em đây. Châm Anh người. Đấy có cả anh em Thanh Linh. Đấy, còn đây là Zibin. Đấy, Zibin mọi người nhá. Đấy, còn anh này là anh gì nhỉ? 8K. Đấy, Minh Dubai. Đấy, còn kia là Quận Trương. Còn đây là, không cần phải giới thiệu nữa, đây là anh Khánh Bầu Trời rồi. Anh chưa biết tà là nhà rồi, anh đuổi rồi, nó đi cặp phần khác này. Đấy, anh có thể tiết lộ một ít về cái bộ phim sắp xuất ra của anh nhỉ? Dài em ạ. Đúng rồi. Tâm lý Hồng Kông các bạn. Tâm lý Hồng Kông. Quay 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 kịch bản. Các bạn xem này. Đây kịch bản. Đấy. Quay. Đưa tạm vào. Đây mọi người nhá. Kịch bản rất là nhiều luôn nhá mọi người nhá. Đó, nhưng mà không tiết lộ được. Chú đít đi. Hôm hậu anh Khánh Sky cũng đã lâu hôm nay mới được gặp mặt nha. Anh Khánh Sky để anh khá. Đấy. Yeah. Khá đấy mọi người nhá. Mấy cứ bạn sẵn ngôi này muốn quan này. Nào anh muốn quan thử cho mọi người xem đi. Đấy đẳng cấp đấy, đẳng cấp đấy. Sao đây? Đấy vẩy lên nha chứ, vẩy lên cho anh khá ạ. Vẩy lên này. Đấy. Đấy, đấy chất chưa? Đấy còn này anh nhà anh mình trai. Mình chỉ biết chiêu như thế này thôi. Quay ra chỗ nào được quay. Mình thì ra là người ta nhìn thấy nên là bình thường ra ngoài mình đeo khẩu trang. Đấy. Sợ người ta nhìn thấy người ta quen người ta bắt tay khó lắm. Đấy. Mà anh em đang ngồi đây để bàn tán cái bộ phim sắp tới. Không biết anh Khánh Sky anh ấy cho mình làm vai gì đây? Em ạ. Vâng. Em làm đại ca anh đi. Đại ca thôi, em làm đi anh thôi. Đại ca ra được. Đại ca lớp 2A. Đại ca lại tuổi đời còn non. Không được. Nhìn mà anh gian đấy nhỉ? Nhìn mà anh chất. Bảo anh gian đấy nhỉ? Hỏi gian là nhìn anh chất á. Nó bảo anh gian đấy. Nó không bảo anh là chó phản chủ ấy bạn. Gian chứ chó. Chuyên gia móc. Chó phản chủ. Chuyên gia móc này chuyên móc dừa. Dừa. Anh ca. Ôn nước của em lâu nhỉ? Lâu đúng nhỉ? Vâng. Thế ông là đặc biệt. Chuyến của bạn đặc biệt. Phục vụ người già trước. Không phải là phục vụ người già mà phục vụ ông Trùm trước. Đấy. Gái à? Quân thì gái là bác. Có gái nhất nhà trong người chót chót như này mà. Trong người chót chót như này mà. Rồi ông này ở tối qua đi đá phò dưới Hà Nội gặp bà 64 tuổi. Cái móm này không hiểu nè em là nặng cái gì đấy. Chắc bà đang bầu đúng không? Dạ. Bà đang bầu. 10 tháng hả? Thì ngay đang tẩm tắc nước khó chị. Đấy. Tối qua đi đả bà 64 tuổi ấy, về kể mày bốc phét thì nó cũng vừa đấy chứ. Anh Khánh đi ấy bao giờ chưa? Tôi đang khoan không đúng à? Ấy thì em đi ấy ấy. Anh lúc nào đêm nào trả hai tay hai em. À dạ, được đấy, tối nay em ngủ với anh nhá. Tối nay một lại bóng cái để... Qua cái cho dù anh tối nay ngủ ra đây rồi. Anh Khánh chỉ ngủ đàn ông với bạn nhá, ngủ đàn bà đâu. Khánh bảo là tối nay anh em đi chơi thì ngủ ở đây, thì bạn vui mấy khi ở đây chiều. Đàn ông thì thông nó nhị. Chiều với tối anh em ra một biển chơi. Biển chơi. Sang Trung Quốc, anh em đi đi sang Trung Quốc nha. Thì em chưa được sang Trung Quốc bao giờ. Ở sang Trung Quốc muốn nói các bạn. Các trò luôn đấy. Ở bên đây người ta có thuê chăn bò. Mình Dubai rồi thì đi Trung Quốc là sang tuyến luôn đấy. Nào cho anh em chuyến sang Dubai. Mình đi cái Dubai. Dubai là nó do cho em là được đi máy bay, được về đi bộ. Là như anh Khánh mà sang bên kia làm thành nghề ăn xin là có thật đấy, kéo dầu anh ạ. Chưa em tin mày không? Sao thì thành nghề ăn xin kiếm ngạch mấy tỷ á? Ngoài ăn xin ra còn ăn cướp nữa. Ăn cướp. À đâu nhỉ? Em nghe nói là anh sức khỏe phi thường lắm nên em lên đây em gãi một tay quá. Cái mặt mày tôm. Gãi mẹ luôn. Đó là vào đây. À, vào đây. Báo cá đây anh em đặt ai? Đặt cái Khánh. Cái này mà tao á. Mà từ từ. Nào, 1 2 3. 1 2 3. 1. Các bạn ạ. Cẩn thận cái ghế đấy anh ơi.
Yeah, mày chơi trên tay. Anh còn yếu lắm. Anh mới qua bắn ba phát rồi. Hai tay hay hay em thì yếu. Anh lên Hà Giang ăn nấm bịa ấy. Bịa là phân non. Anh còn ăn đấy mà thằng cố các kiểu ăn bịa đấy nó ngon. Thằng cố ngon nha, còn bịa là nó đắng. Ruột non bịa. Ngon lắm. Dạ là cái lòng có cả thịt về trong này không? Thôi rau cũng được rồi. Thì bây giờ kết thúc video ở đây. Tạm biệt tất cả các bạn. Chào các bạn, xem video này nhật các bạn nhớ like và chia sẻ cho mình nha. Chào các bạn. Đi để em ở với Chiến hai trong Chiến đi châu. Bây giờ có ai gọi anh đi tù đâu mà gọi là đi Ý đá Juve. Juve. Bây giờ Juve chuyển tranh như là chuyển tranh Juventus. Juventus tiền. Không, em có biết thắng này đâu mà. Cái này. Thế là đội Juve này có cái này Ronaldo à. Trang giấy của nó là một cái pin. Alexander Khabango này. Không, em phải học hành mà học ăn vô. Cái gì? Cái gì? Thì bây giờ bao giờ anh mới gia nhập với anh ra rồi anh không gia nhập với nở đấy ạ. Anh muốn đi Uber nhưng chưa nào nó cho anh đi. Chờ em mình cứ làm không dám cho anh đi hay là gì ạ? Không phải các nhà tuyển tranh nó không để ý anh yếu. Anh yếu à? Tranh nó có đến nhà đâu. Thế thì anh phải có rồi sao để mạnh lên để cho người ta mời vào đấy chứ. Có bao nhiêu nhà nó đến nó gạt anh ra nó cho anh đi đâu. Anh quay đây. Cánh Linh vừa quay một tập hôm nọ đấy, mọi người không xem ấy à? Trailer à? Đấy, cho mọi người xem trailer. Ai người ta để ý mình là ai mà đấy. Mọi người không xem trailer à? Anh cũng làm đây mày, chị tính. Anh làm cho anh là Vin Group ấy. Vin Group đi xe cút. Sâu kem group ấy, có vài người theo dõi. Chiến thì nó tầm cỡ lắm. Anh Hành có quay mắt về Chiến chưa chị ạ? Chiến đi chơi là vui. Đấy. Anh còn kênh thì anh còn quay kênh mà anh cứ quay đi ở vài người. Đúng rồi mà Khánh nó bố kênh của đâu. Quay đi. Cái máy em đi. À vâng quay. Ở quay kênh của anh Minh được. Điện thoại cho nhanh. Tại vì thực ra trong anh phải quay. Cứ quay máy em đi. Dùng được ra. Không ổn lắm mà. Chém những rồi. Đây dùng điện thoại này, dễ hết xuất. Quay hai video mà cho anh cái. Thế à. Nhắn lên bóng cái thì tụi này cho em video. Đi chạy. Tụi này có chương trình gì nhỉ? Điện thoại tất cả auto tốt thì mình. Đây là cái gì? Không? Cái này em không hiểu là sao? Là Luckery. Luckery à? Luckery. Ok, hiểu nhá, Luckery nhá. Đấy, anh Khánh vừa dạy chuyện. Thế là anh người ta gọi là như này này. Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay của em chuyện với cả chuyện với Bắc Bình chuyện. Một cái. Ăn đi. Mùa nhá, hôm nay chuyến lên một cái thì tối anh Khánh sẽ khai sẽ dẫn chuyến đi làm như này. Không biết là cái gì nữa mọi người nhá. Nhật nay làm cái trò đấy em. Tức là nó là một công đoạn của một quy trình ấy. Công đoạn của một quy trình được đấy. Chắc đấy. Nhưng mày có biết dùng lưới không? Dùng lưới á? Rau đây sạch lắm các bạn. Ở lưới thoải mái, thằng chưa phải nhổ le được. Nhổ le hả? Cái gì vậy? Em cái thơ á. Báng mương. Báng mương với cả cái hít đầy. Hút bùn luôn. Bên lĩnh vực làm phim rồi. Chào mọi người nhá. Luyện bên trong này của anh nhá. Em gây thử em không biết đâu. Đúng rồi, em. Hôm nay em cũng chơi. Thì nữa thì mình Dubai với cả anh Thánh Sky. Thế có được sang Trung Quốc không anh? Hôm nay quán mỗi người chỉ phải tiêu hết 100 triệu. 100 triệu à? Mỗi người phải tiêu hết 100 triệu, đấy là K1. Không, anh 100 triệu không tiêu hết. Em cười nhỉ. Em làm mấy ấy là hết mà. Nhiều quá nhỉ. Mà mình chơi nó phải đẳng cấp thì... sang ở chơi vào Trung Quốc nó cho vớ mặt nó ra thì biết cái bố Việt Nam là ai thì... sang gặp ra năng lượng không anh? Năng lượng chết rồi. Chết rồi. Cái chân cay. Cái chân cay. Bây giờ cái bảo là cái chân cay là ra các lượng của thời đại gì đấy. À, ra các lượng của thời đại. Mình làm. Em ơi dâu của anh đâu? Em ơi dâu của anh đâu? À đây rồi. Em. Ôi, dâu của anh này. Em phải vòng sang bên này. Hello bay men. Điện nước ấy nám. Điện nước nó chập chờn á. Có lẽ Khánh Sơn Cai là ai ạ? Đông đầy đâu. Láo. Biết làm gì? Láo quá. Gọi ở bên cửa khẩu Móng Cái là cái nước này gọi là khoảng 30 phút rồi mới được cái cốc nước như này mọi người nhá. Không như ở dưới Phú Thọ đâu mọi người ạ. Không phải anh làm chút đặc biệt cho em. Hóa ra là chút đặc biệt thế nào mà lâu thế. Đợi anh cho chút kích dục vào rồi. Tối nay là em phê bằng chết luôn. Phê từ đến sáng luôn. Em còn về Việt Nam chứ, tối sang Trung Quốc đấy không biết đường đâu anh ạ. Được chưa? Không, sang ngay Đông Hưng đó. Sang nha, Đông Hưng Trung Quốc ạ. Em bảo đi lâu anh dẫn em Macau, Hồng Kông. Hồng Kông á? À, em đi sang Hồng Kông. Hồng Kông rất là nhiều người nổi tiếng.
những một sinh vật đẳng cấp mẹ thăm anh có tuột sạc cai đấy. Anh Khánh lúc nào cũng ngầu như cái rất là ngầu luôn, rất là chất, không phải là ngầu anh ấy. Và đây là Dương Chiến nha, chào người nhá. Có một không hai Hà Giang, không hai có Văn Chương, Văn Chương. Và đây là Minh Dubai. Đây là anh Sâu Ken TV rồi. Mình chẳng bỏ nhá. Bạn sao phách của anh. Đấy thì hôm nay anh em có gặp nhau để làm một bộ phim đấy, nhìn như thế mới ngầu chứ. Không biết anh Khánh là ai. Cháu chốt mình đâu lắm, anh nào mà không vuốt đây là được. Đây đấy, ok, cảm ơn mọi người theo dõi clip của Chiến nhá. Từ nay thì Chiến sẽ được Khánh Sơ Cai sẽ mời sang Trung Quốc để giao lưu với các nghệ sĩ nhân tài bên Trung Quốc mọi người nhá. Đây là dây chuyền Khánh Sơ Cai với 4 cân. Đấy, ok, cảm ơn mọi người nhá. Chiến tiếp tục video này.